Cô thân mến chào đón các con quay trở lại khóa học Tiếng Việt lớp 2 của trang web olm.vn. Các bạn học sinh yêu quý, mở đầu cho video bài giảng này, cô trò chúng mình sẽ cùng khởi động qua một số câu đố nhé. Tròn như quả bóng màu xanh, đung đưa trên cành, chờ Tết Trung thu, là quả gì? Loại quả bên ngoài có màu xanh. Thường chín vào ngày Tết Trung thu. Chúng mình có quả bưởi. Và câu đố số 2 như sau. Quả gì vỏ có gai mềm, đến khi chín đỏ thoạt nhìn tưởng hoa. Là quả gì? Chính xác, câu đố nhắc đến quả trôm trôm. Các con thân mến, tất cả hai câu đố đều nhắc đến những trái chín. Và bài học của chúng ta trong video bài giảng này cũng liên quan đến thức quả chín vàng. Cô mời các con cùng vào bài học Mùa vàng phần 1. Cô trò chúng mình sẽ cùng luyện đọc. Trên màn hình là bài tập đọc Mùa vàng. Các con quan sát kỹ. Bài tập đọc được chia thành 4 phần. Tương ứng với 4 đoạn. Đoạn 1: Từ đầu thu về cho tới sóng lúa vàng dập dờn trải tới chân trời đoạn thứ hai mình ríu rít bên mẹ đến đúng thế con ạ à. đoạn thứ ba nếu mùa nào cũng được thu hoạch thì thích lắm cho tới chín rộ đấy và đoạn cuối cùng là đoạn còn lại chúng mình đã nhìn thấy đánh dấu bốn đoạn của bài tập đọc mùa vàng trên màn hình bây giờ các con sẽ đọc từng câu đọc từng đoạn và cuối cùng là luyện đọc cả bài tập đọc này nhé sau khi thực hành tự luyện đọc các con hãy lắng nghe cô đọc một lượt bài tập đọc này mùa vàng thu về những quả hồng đỏ mọng những hạt rẻ nâu bóng những quả na mở to mắt thơm dịu dịu biển lúa vàng ươm gió nổi lên và sóng lúa vàng dập dờn trải tới chân trời mình ríu rít bên mẹ mẹ ơi con thấy quả trên cây đều chín hết cả rồi các bạn ấy đang mong có người đến hái đấy nhìn quà chín ngon thế này chắc các bác nông dân vui lắm mẹ nhỉ đúng thế con ạ à. nếu mùa nào cũng được thu hoạch thì thích lắm phải không mẹ mẹ âu yếm nhìn minh và bảo con nói đúng đấy mùa nào thức ấy nhưng để có cái thu hoạch. Trước đó, người nông dân phải làm rất nhiều việc. Họ phải cày bừa, gieo hạt và ươm mầm. Rồi mưa nắng, hạn hán, họ phải chăm sóc vườn cây, ruộng đồng. Nhờ thế mà cây lớn dần, ra hoa, kết trái và chín rộ đấy. Mẹ ơi! con hiểu rồi công việc của các bác nông dân vất vả quá mẹ nhỉ theo những câu chuyện hay những bài học quý các con vừa lắng nghe cô đọc bài tập đọc mùa vàng chúng mình có thể luyện đọc kỹ hơn dừng video lại lâu hơn để đọc cho lưu loát các con nhé trong bài tập đọc này chúng mình chú ý đến nghĩa của hai từ đó là từ dập dờn và ươm mầm dập dờn là từ để miêu tả lúa chuyển động lên xuống nhịp nhàng theo gió còn ươm mầm là gieo hạt cho mọc thành cây non dựa vào nghĩa của hai từ khó này cô trò chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung của bài tập đọc thông qua phần trả lời câu hỏi. Các con đọc thật kỹ bài tập đọc Mùa vàng. Chúng mình hãy kể tên những loài cây, những loại quả được nói đến khi mùa thu về trong bài tập đọc. Trong đoạn văn thứ nhất của bài tập đọc, các con thấy Thu về những quả hồng đỏ mọng, những hạt rẻ nâu bóng, những quả nam mở to mắt, thơm dịu dịu và biển lúa vàng ươm. Khi có gió nổi lên, sóng lúa dập dờn trải tới chân trời. Cho nên, ta có thể kể đến những loài cây, những loại quả được nói đến khi mùa thu về đó chính là quả hồng, hạt rẻ, quả na và cây lúa. Khi thấy những loài cây, những loại quả đến mùa thu hoạch vào mùa thu về, bạn nhỏ là bạn Minh đã nghĩ gì khi nhìn thấy quả chín? Thấy quả chín, mình ríu rít bên mẹ và bảo con thấy trên cây quả đều chín hết cả rồi các bạn ấy đang mong có người đến hái đấy nhìn quả chín ngon thế này chắc các bác nông dân vui lắm mẹ nhỉ do vậy các con có câu trả lời khi nhìn thấy quả chín bạn nhỏ nghĩ quả trên cây đang mong chờ người đến hái nhìn quả chín ngon thế này các bác nông dân vui lắm. Mẹ đồng ý với Minh rằng thấy quả chín, các bác nông dân đều rất vui. Minh còn hỏi thêm, nếu mùa nào cũng được thu hoạch thì thích lắm, phải không mẹ? Và mẹ đã nói với Minh về những công việc mà các bác nông dân phải làm để có thể thu hoạch mùa vàng bội thu. Đọc tiếp bài tập đọc con hãy kể tên những công việc mà người nông dân phải làm để có mùa thu hoạch. Mẹ âu yếm nhìn Minh và nói rằng, mùa nào thức ấy, nhưng để có cái thu hoạch, trước đó người nông dân phải làm rất nhiều việc. Họ phải cày bừa, gieo hạt và ươm mầm. Rồi mưa nắng, hạn hán, họ phải chăm sóc vườn cây, ruộng đồng nhờ thế mà cây lớn dần, ra hoa, kết trái và chín rộ. Do vậy, còn có thể kể tên những công việc mà người nông dân phải làm để có mùa thu hoạch đó là cày bừa, gieo hạt, ươm mầm và chăm sóc. Vậy, qua bài tập đọc giúp con hiểu điều gì? qua câu nói của bạn Minh ở cuối bài tập đọc. Để có mùa chín vàng, các bác nông dân đã rất vất vả, con hiểu được. Để có cái thu hoạch, người nông dân rất vất vả. Vì thế, chúng ta cần có thái độ kính trọng và biết ơn những người nông dân. Qua bài tập đọc mùa vàng, chúng mình thấy rằng không có gì tự nhiên mà có. Để tô điểm cho cuộc sống của chúng ta. Giống như có trái cây, có cây thơm chữ quả thì người nông dân phải chăm sóc, vun trồng. Bất kỳ công việc nào của các con cũng cần phải dụng công, bỏ sức mới có kết quả ngọt lành. Tất cả những điều kỳ diệu và đẹp đẽ xung quanh chúng mình đều cần được gieo trầm, chăm chút, phải không nào? Nội dung của bài tập đọc Mùa Vàng đã kết thúc video bài giảng của chúng ta cô chân thành cảm ơn các con đã chú ý theo dõi hẹn gặp lại tất cả các con trong những bài giảng tiếp theo của bài học này nhé